Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu máy chiếu đang được người sử dụng Việt Nam khá ưa chuộng hiện nay. Đó là dòng máy chiếu Panasonic PTLV51. Đây là một trong những dòng máy chiếu được sản xuất tại Nhật và được xuất khẩu và bán trên toàn thế giới. Thì đối với LV51 thì cái độ sáng được thiết kế là 2000 Asilumen, độ phân giải là 1024x768, tuổi thọ bóng đèn tối đa là 3000 giờ. Đặc biệt bóng đèn Panasonic LV51 cũng được sản xuất tại Nhật cho nên là tuổi thọ là khá cao, và chất lượng của dòng LV51 này thì được khách hàng đánh giá là rất ổn định và ít lỗi. Với thiết kế trọng lượng chỉ khoảng 2 kg và cái thân hình thì trông khá là mỏng nhẹ thì giúp chúng ta có thể mang đi và sử dụng ở bất cứ nơi đâu. Các cái cổng kết nối của PTLV51 cũng được tích hợp gần như đầy đủ, đó là bao gồm các cái cổng computer in, computer out, video, S video. Đặc biệt Panasonic PTLV51 còn được tích hợp một cái speaker bên trong giúp chúng ta có thể tận dụng cái loa của nó để sử dụng ở trong những phòng hội thảo nhỏ, diện tích nhỏ. Panasonic PTLV51 được sản xuất tại Nhật nhưng sử dụng cái nguồn điện là autovolt, tức là từ 100 đến 240 V, cho nên là chúng ta có thể sử dụng ở bất cứ đâu với cái nguồn điện nào ở Việt Nam chúng ta. Một cái điểm nổi bật tôi sẽ nhấn mạnh đối với dòng Panasonic PTLV51 này là cái khung hình khá lớn với độ phân giải 1024 và cái zoom là ống zoom lens là 1.2, cho nên là cái khung hình phóng khá lớn. Với khoảng cách chỉ khoảng 2.8 m thôi, chúng ta đã có thể sử dụng, chúng ta phóng cái máy này ra đến khung hình là khoảng 100 mm. Và những cái thiết kế khá đáng là chú ý ở dòng Panasonic này là cái ống lens nằm sâu phía bên trong, cho nên là sẽ tránh được cái trường hợp là va đập hoặc là gây hư cái ống lens của chúng ta. LV51 còn có thêm một tính năng mà người sử dụng văn phòng khá là thích, đó là cái tính năng chỉnh vuông khung hình tự động. Thông thường đối với các cái máy chiếu hiện tại thì khi mà chúng ta để cao hơn hoặc thấp hơn so với cái màn chiếu thì cái khung hình nó sẽ bị cái hiện tượng là hình thang, tức là cái hình ở phía bên trên to, ở dưới nhỏ hoặc ngược lại. Thì đối với Panasonic PTLV51 thì cái tính năng này nó sẽ chỉnh tự động hoàn toàn cho bạn, giúp bạn yên tâm và không mất nhiều thời gian trong quá trình sử dụng. Các cái phím bấm menu cũng được thích hợp và khá đơn giản nhưng mà đầy đủ các cái tính năng như là cái phím auto setup. Phím auto setup này cho phép chúng ta đồng bộ hóa tín hiệu và cho phép máy tự động căn chỉnh các cái khung hình. Input select là cho phép chúng ta chọn tín hiệu đầu vào. Nút menu là cho phép chúng ta bấm vào menu để tùy chọn các cái thông số. Phím enter và bốn hướng mũi tên này cũng được thiết kế nằm nổi trên bàn phím giúp chúng ta rất là dễ dàng sử dụng. Với trọng lượng nhẹ và thiết kế mỏng, Panasonic LV51 rất xứng đáng để chúng ta để sử dụng trong cái công việc là trình chiếu dạy học, trình chiếu văn phòng, hoặc là chúng ta có thể sử dụng để trình chiếu xem phim bóng đá. Tức là có thể nói đây là một dòng máy chiếu đa năng, có thể sử dụng cho mọi mục đích. Được sản xuất tại Nhật cho nên là Panasonic PTLV51 được có chất lượng khá ổn định và cái độ bền khá cao, được người sử dụng đánh giá rất là cao. Đây là mẫu máy chiếu được cung cấp bởi công ty VNPC. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin trên trang web vnpc.com.vn để biết thêm các thông tin và được chúng tôi tư vấn thêm về dòng máy chiếu cao cấp này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.